Thưa quý vị, chiều 29 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14, trưởng ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đã chủ trì cuộc họp tiểu ban và ban chỉ đạo. Tại các cuộc họp, tiểu ban nhân sự và thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa 13, phương hướng công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa 14, tờ trình về việc giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kết quả rà soát thẩm định nhân sự bổ sung quy hoạch Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu kết luận các cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban, trưởng ban chỉ đạo đã phát biểu nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng, cần phải được chuẩn bị một cách thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là những công việc hệ trọng nhằm chủ động chuẩn bị nhân sự Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Quy hoạch Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là công việc rất hệ trọng và sẽ được thực hiện thường xuyên từ nay đến Đại hội 14 của Đảng, gắn kết chặt chẽ với việc phân công, bố trí, sắp xếp, chuẩn bị một bước nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan đơn vị địa phương nhiệm kỳ tới. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan tại địa chỉ thanhniên.vn và trên các nền tảng Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.